tưởng chừng sẽ không còn bất kỳ một tia hy vọng nào đối với một bé gái người pháp sau khi em bị hôn mê trong suốt 2 tháng và hầu như không có dấu hiệu sống nhưng có lẽ chính nghị lực sống kiên cường của cô bé nhỏ cùng với cuộc đấu tranh quyết liệt bảo vệ con của bố mẹ em là những yếu tố đã mang tới sự hồi sinh kỳ diệu của bệnh nhân nhí này ngay sau khi bác sĩ chuẩn bị rút ống thở và đây cũng như là một minh chứng cho việc là chỉ cần chúng ta có lòng tin có sự kiên định chờ đợi thì mọi điều kỳ diệu trong cuộc sống đều có thể xảy ra Bé Mawa bị hôn mê từ tháng 9 vừa qua sau khi phải nhập viện Latimon ở thành phố Marseille vì bị một loại virus nguy hiểm tấn công hệ thần kinh. Sau 2 tháng điều trị không mang lại kết quả, các bác sĩ khẳng định là bé Mawa không thể qua khỏi và thậm chí có nếu có tỉnh lại thì em cũng không thể tự thở hay là đi lại được. Do đó thì các bác sĩ đã quyết định là sẽ rút ống thở của cô bé. Tuy nhiên ngay khi các bác sĩ chuẩn bị làm điều này, bé Mawa đã bất ngờ tỉnh lại. Điều kỳ diệu này đã đến chỉ 10 ngày sau khi bố mẹ của em chiến thắng tại phiên tòa yêu cầu kéo dài thêm 2 tháng chờ đợi cho cô bé. Và đây cũng chính là món quà tuyệt vời nhất đối với họ khi kiên quyết đấu tranh giành giật cuộc sống cho cô con gái bé bỏng.